Xếp dép xuyên đêm chờ mua ly phiên bản giới hạn của Blackpink, ra khỏi cửa 5 phút đã thu lời, mặc dù 7 giờ sáng ngày 8 tháng 8, Starbucks mới mở cửa bán chiếc ly giới hạn, xong, theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội thì nhiều người đã tập trung ở các cửa hàng từ 6 giờ tối ngày 7 tháng 8. Hình ảnh xếp dép để nhận chỗ liên tiếp được chia sẻ tại các cửa hàng ở cả hai đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, không chỉ ở ngoài cửa hàng mà ngay trong đêm, trang bán hàng online của Starbucks trên nền sàn thương mại điện tử cũng nhộn nhịp không kém. Nhiều người đã huy động các thiết bị máy tính, điện thoại để săn hàng vào lúc 0 h không. H00 sau 3 phút đã xôn ô út, dân tình dường như có một đêm không ngủ khi 5 giờ sáng đã xếp thành hàng dài ở nhiều cơ sở. Đến sáng ngày 8 tháng 8, những chiếc ly đính đá đầu tiên tại Việt Nam đã có chủ, nhiều người không khỏi phấn khích vì trở thành người may mắn, tuy nhiên, không ít trường hợp, dù tốn cả đêm nhưng đến lượt thì hàng đã bán hết. Có người chạy đông chạy đáo khắp cửa hàng ở Hà Nội nhưng đều ngao ngán nhìn hàng dài đang chờ tới lượt. Vừa ra khỏi cửa hàng đã bán được giá cao. Giá gốc mình mua trong cửa hàng là 2 triệu 800 nghìn đồng, anh này mong muốn mua lại với giá 5 triệu đồng. Thấy mình chần chừ, anh nói có thể trả thêm 500.000 đồng hoặc 800.000 đồng nữa vì con gái thích Blackpink nên rất muốn có. Nhưng cái này mình đã có khách đặt trước với giá 5 triệu đồng rồi nên đành từ chối. Sau đó, anh ấy cũng trả 5 triệu đồng và mua lại được của một bạn khác, chị Quỳnh như người sang được ly đặc biệt chia sẻ.